Trong phần 3 thì mình sẽ muốn nói về các dấu hiệu của một hệ sinh thái đã sẵn sàng bùng nổ. Thì đầu tiên dấu hiệu rõ nhất sẽ là giá của native coin của hệ sinh thái. Ví dụ như Avalanche thì là Ava, Solana thì là Sol, Terra thì là Luna. Thì lý do những cái đồng này tăng cũng rất là đơn giản thôi. Khi mà chúng ta muốn trải nghiệm với hệ sinh thái thì thông thường cái hệ sinh thái mới á, thì người ta chỉ hỗ trợ nhiều nhất là native coin, tức là bạn muốn swap, bạn muốn landing farming thì chúng ta ở trên Avalanche thì chúng ta chủ yếu dùng Avat, ở trên Solana chúng ta chủ yếu dùng Sol. Và nếu mà dòng tiền người ta đổ vào hệ sinh thái thì chắc chắn đầu tiên dòng tiền sẽ phải đổ qua cái native coin trước, bởi vì đây chính là cái điều kiện đầu tiên để chúng ta tham gia vào hệ sinh thái, kể cả đối với retail investor, tức là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, hay với những cái cá mập, cá voi và các quỹ đầu tư thì đều phải qua một cái quy trình như vậy, bởi vì đó là cái dòng tiền đó. Thì native coin sẽ tăng giá trước. Thì đây là một cái info của Kairos là cũng rất là lâu rồi về cái performance trong 30 ngày của các cái dự án platform. Thì mọi người có thể thấy cái này là làm từ 22 tháng 8 đúng không ạ, và mọi người có thể thấy là Avalanche, Near, Phantom hay là Solana đều có những cái mức tăng trưởng rất là ấn tượng. Thì như mọi người thấy thì trong một thời gian tiếp theo vào khoảng cuối tháng 9 thì những cái đồng coin này là tiếp tục tăng trưởng, và những cái dự án ở trong Solana hay Avalanche, những cái dự án tốt, ví dụ như là Avalanche thì có TradeYo, có Solana thì có những cái dự án như là Radium, Serum, thì nó cũng bắt đầu nó cũng tiếp tục nó bùng nổ ở theo sau cái sự bùng nổ của Solana ha. Thì ngoài cái việc mà chúng ta cần native coin để chúng ta tham gia vào hệ sinh thái thì những cái native coin nó thường tăng giá đầu tiên là bởi vì một số quỹ đầu tư thì sẽ đầu tư vào dự án native coin. Những cái quỹ lớn thì người ta sẽ ít khi người ta đầu tư vào những cái dự án nhỏ trong hệ sinh thái, mà người ta sẽ đầu tư trực tiếp vào cái native coin luôn. Và cái thứ ba là đẩy giá native coin để tạo hiệu ứng marketing tự nhiên cho hệ sinh thái. Dĩ nhiên là thì ví dụ như mà chúng ta chưa biết gì về Phantom cả, nhưng mà khi chúng ta mở cái coin market cap lên và chúng ta thấy là ở Phantom một tháng vừa rồi tăng 200-300%, thì khi đó chúng ta cần phải quan tâm ngay đến việc hệ sinh thái Phantom có cái gì chưa, và dĩ nhiên chúng ta không đầu tư vào Phantom thì còn cái cơ hội nào để cho chúng ta vào nữa không ha. Cái dấu hiệu thứ hai đó là stablecoin. Như mình đã nói, đầu tiên có nhiều hơn stablecoin được triển khai trên hệ sinh thái, ví dụ USDT, USDC, các cái đồng coin dạng như là DAI, đúng không ạ? DAI, rồi các cái đồng coin dạng các cái đồng stable dạng crypto-backed, tức là thế chấp crypto vào để mine stablecoin nữa, vân vân. Càng nhiều đồng stablecoin á thì nó cho thấy là dòng tiền nó càng dễ đổ về cái hệ sinh thái này hơn. Đó. Và yếu tố thứ hai đương nhiên rồi, lượng stablecoin nó sẽ tăng lên. Thì cái yếu tố thứ ba đó là cái sự hoàn thiện của các mệnh cấp cho hệ sinh thái. Một hệ sinh thái sẵn sàng đón dòng tiền nhưng mà chưa chắc nó đã giữ được dòng tiền, và muốn làm được cả hai vế thì nó phải có đầy đủ các mệnh ghép để mà dòng tiền khi mà người ta đổ vào hệ sinh thái, người ta sẽ, ngoài cái việc là pump dump, thì người ta sẽ thấy được những cái cơ hội đầu tư lâu dài ở trong hệ sinh thái, người ta sẽ làm tạo ra được lợi nhuận, người ta cảm thấy là đây là một cơ hội đầu tư dòng tiền của các quỹ đầu tư, các cá voi, cá mập, người ta đổ vào, người ta thấy là cái hệ sinh thái này nó hoàn thiện rồi, tao có thể farming, tao có thể landing, tao có thể làm rất là nhiều trò trên này mà vẫn kiếm được lợi nhuận trong một thời gian dài, chứ không phải là chỉ đổ vào để pump một token sau đó thoát ra. Đó là sự khác nhau giữa một hệ sinh thái đã sẵn sàng và một hệ sinh thái chưa sẵn sàng. Ok, thì như mình đã phân tích ở trên thì đó là những cái mệnh ghép cơ bản ha. Và để mà chúng ta nhận biết được những cái mệnh ghép cơ bản này khi nào hoàn thiện thì chúng ta cần phải theo dõi thật là sát sao cái hệ sinh thái. Chúng ta cần phải nhận định được đâu là những cái native project, tức là những cái project nền tảng do chính cái hệ sinh thái đó tài trợ và xây dựng, và tham minh được những cái thời điểm mà cái project đó sẽ được launch chính, tức là được ra mắt, và chúng ta có thể tham minh để chúng ta đầu tư vào những cái thời điểm tốt nhất ha. Yếu tố thứ tư chính là cái sự tăng trưởng của total value lock. Thì total value lock chính là tổng cái tài sản được hóa trong một cái hệ sinh thái, và bằng tổng cái tài sản được hóa trong từng cái giao thức hoặc là cái TVL. Thì TVL chính là một cái kết thể khác của dòng tiền, và khi TVL của cả một hệ sinh thái nó tăng lên càng nhiều á thì nó càng thể hiện được cái mức hấp dẫn trong cái việc
đầu tư vào hệ sinh thái và nó càng cho thấy dòng tiền trong hệ sinh thái tăng lên. Ở đây thì Carrot có một cái info về sự thay đổi trong TVL 90 ngày của các top blockchain project. Thì mọi người có thể thấy là mặc dù trong cái thị trường vào khoảng từ tháng 5 cho đến tháng 8 nó khá là ảm đạm, tuy nhiên là TVL của Avalanche nó lại tăng khá là nổi bật lên tới 847%. Và theo sau đó là Phantom và Solana. Thì đây chính là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là đây là các cái hệ sinh thái đang có cái dòng tiền được đầu tư vào rất là nhiều. Cái yếu tố thứ năm ha, đây là yếu tố thứ năm là các chương trình thu hút dòng tiền và các cái quỹ đầu tư. Thì đây là một cái info so sánh đơn giản về cái incentive program, tức là các cái chương trình mà các cái hệ sinh thái người ta sử dụng để thu hút cái dòng tiền vào hệ sinh thái của mình thông qua cái việc là tung ra các cái gói khuyến khích. Ví dụ như Avalanche là Avalanche Rush với giá trị là 180 triệu đô, hay là Phantom là với giá trị là 540 triệu đô, vân vân. Ngoài ra thì chúng ta có thể theo dõi thêm các cái việc đầu tư của các cái quỹ đầu tư lớn như là Coinbase, như là Three Arrows, như là Alameda Research để xem người ta đang đổ tiền vào những cái dự án thuộc hệ sinh thái nào. Đây cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Rồi, như vậy là đây là năm cái yếu tố mà mình nghĩ là một cái người retail investor người ta có thể theo dõi được và có thể tìm kiếm được trên thị trường, và là những cái yếu tố cơ bản nhất để chúng ta nhận ra được đâu là hệ sinh thái đang có dòng tiền đổ vào ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần đó là tối ưu hóa lợi nhuận. Thì ngoài cái việc chúng ta nhận biết được dòng tiền đang đổ vào hệ sinh thái nào á, thì chúng ta cũng cần phải hiểu được cái cách mà dòng tiền đang chảy trong từng hệ sinh thái. Tức là dòng tiền đang chảy trong Solana thì nó sẽ chảy từ dự án nào, từ cái mảnh ghép nào đến mảnh ghép nào, đâu là mảnh ghép nào, đâu, và trong mảnh ghép đó thì đâu là dự án nào, đúng không ạ? Thì để muốn làm như vậy thì chúng ta cần phải follow được rất là nhiều dự án ở trong một cái hệ sinh thái. Chúng ta theo dõi cái sự biến động giá, theo dõi cái TVL trong từng sản phẩm, theo dõi cái mức độ hoàn thiện của sản phẩm của từng dự án, cái token UK, tức là cái ứng dụng của token để nó có thể thu về được giá trị cho holder, vân vân. Thì khi đó chúng ta sẽ lựa chọn được những cái dự án tốt mà có cái dòng tiền đang đổ về. Ngoài ra thì trong cái hệ sinh thái mới thì sẽ có rất là nhiều cái dự án mới ra mắt, thì khi đó chúng ta sẽ có cái cơ hội tham gia cái testnet để hoặc là trải nghiệm cái sản phẩm để nhận được cái retroactive đó. Như vậy thì hai cái để chúng ta tối ưu hóa trong cái việc tham gia hệ sinh thái mới đó chính là lựa chọn những cái dự án tốt, những cái mảnh ghép mới trong hệ sinh thái để đầu tư. Thứ hai đó là skin in the game để nhận các cái phần thưởng retroactive bất ngờ nhưng mà đầy giá trị. Thì cái cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đó là cái case study về việc đầu tư vào Avalanche của mình. Thì vào khoảng cuối tháng 5 2021 thì khi mà dòng tiền nó bắt đầu nó chảy từ Ethereum sang Binance Smart Chain xong và BNB đã pump khá là nhiều, thì mình bắt đầu mình đi tìm hiểu sâu hơn vào Avalanche. Thì thời điểm đó giá của Avat khoảng 30-40 đô. Thì cái tư duy của mình thời điểm đó nó rất đơn giản thôi. Mình tin rằng dòng tiền sau khi chạy từ Binance Smart Chain xong thì nó sẽ tiếp tục hướng tới một cái hệ sinh thái mới. Thì lúc đó giữa Solana và Avalanche là hai hệ sinh thái đang có cái tốc độ phát triển nhanh nhất, thì mình đã chọn Avalanche để follow. Mua khá nhiều Avalanche, cái đồng Avat tại thời điểm là 30-40 đô, và sau đó là thêm một lượng lớn token Sava, tức là token của nền tảng Avalanche là nền tảng lâm phát của cái hệ sinh thái đó, tại thời điểm giá trung bình khoảng 1 đô. Thì cái lý do của mình để mà mình quyết định mình đầu tư đó là Avalanche đã hoàn thành ở mức cơ bản các cái mảnh ghép. Họ đã có cái AMM như là Pangolin, như là TradeIO, một cái nền tảng IDO Lapat, một cái Bridge để mà kết nối tài sản giữa Ethereum vào Avalanche, và một số cái nền tảng như Farming, ví dụ như là PeFi. Và ngoài ra cái 2021 roadmap của người ta cũng rất là cụ thể và có nhiều cái big news về, và có nhiều cái sự update về mặt vận hành của blockchain. Tuy nhiên có thể là mình đã timing sai ở một điểm, đó là thị trường nó đi vào downtrend tạm thời, đúng không ạ? Và Bitcoin nó sập một phát từ 64.000 về 30.000, và cái thời điểm đó mình lỗ cũng tương đối nhiều khi mà Avat về đáy lúc thấp nhất là 9 U và Sava là về tầm 0.4 U. thì tại thời điểm đó là mình đã quyết định cắt lỗ Sava, tại vì cái tư duy của mình rất đơn giản thôi, tại vì Avalanche vẫn là một đồng coin tốt, nhưng mà Sava thì mình không chắc chắn về nó nữa. Và mình nghĩ rằng nếu mà thị trường nó
tiếp tục giảm á, vẫn có cái rủi ro bị giảm á, thì mình sẽ chỉ giữ Avalanche chứ mình sẽ không giữ Sava. Ngoài ra thì mình cũng có trung bình giá trung bình giá Avax ở giá 20 và 15 U. Thì cái sai lầm tại thời điểm ngoài của mình nghĩ đó là chính là mình đã quá nóng vội khi mà mình đầu tư vào hệ sinh thái, và mình đã bỏ qua những cái mảnh ghép khác quan trọng như là Lenin and Boring. Thời điểm đó Avalanche chưa chưa có, và cái dự án native của họ là dự án BenQ ấy, là người ta chưa ra mắt, người ta chỉ mới đưa vào roadmap thôi. Mình bỏ qua luôn cái việc là các cái SaaS lớn như là Binance chưa hỗ trợ C chain cho Avalanche, và dòng tiền chắc chắn không thể dễ dàng đổ vào hệ sinh thái này được. Và mình cũng bỏ qua luôn cái dấu hiệu đó là cái cầu nối Avalanche Ethereum chỉ mới chuyển được một cái lượng tài sản rất là nhỏ thôi, tầm 40-50 triệu đô từ Ethereum và Avalanche. Nói chung là mình đã hơi vội vàng khi đầu tư cái thời điểm này. Dĩ nhiên là may mắn là mình vẫn hold cái đồng Avax, và khi mà cái thời điểm mà nó thực sự nó bùng nổ, nó đầy đủ yếu tố, ví dụ như là BenQ ra mắt này, rồi lượng chuyển tài sản chuyển từ cái cầu nối Avalanche Ethereum Bridge tăng từ 50 triệu đô lên 1 tỷ đô. Cái Avalanche ra những cái bản cập nhật mới giúp giảm chi phí trong việc sử dụng trên DeFi, trên Avalanche, trên C-Chain, giảm chi phí sử dụng cầu nối. Rồi các cái gói, các cái tín hiệu như mà mình đã nói với mọi người, tức là các cái gói incentive, ví dụ như Avalanche Rush với giá trị 180 triệu đô được tung ra để khuyến khích phát triển DeFi trên hệ sinh thái. Rồi các cái quỹ đầu tư tham gia đầu tư vào Avalanche với giá trị là 230 triệu đô. Và TVL tăng từ 300 triệu đô lên gần 3 tỷ đô, thì khi đó thì cái đồng Avax đồng thời nó cũng tăng một phát từ 10 đô lên đến thời điểm này là đâu đó khoảng dao động giữa 60 đến 70 đô. Thì đó, thì cái case study của mình về đầu tư Avalanche là như vậy. Mình cho nên là mình muốn chia sẻ với mọi người đây là để mọi người không bị FOMO quá, và không kiểu như chúng ta cần phải có cái sự đánh giá một cách khách quan hơn đối với cái hệ sinh thái. Mặc dù là mình rất là thích cái ý tưởng của Avalanche, đó chính là không có Ethereum killer hay là gì hết, mà người ta chỉ đang muốn cố gắng chuyển những cái tài sản, những cái dự án ở trên Avalanche thu hút cái dòng tiền từ Ethereum sang bằng cách là cải thiện trải nghiệm của người dùng thôi. Thì cái ý tưởng mình đã thích, tuy nhiên là mình có thể là bởi vì quá nóng vội hoặc là hơi FOMO, mình đã timing sai và mình đã không đầu tư được vào một cái giá tốt nhất. Đó, thì do đó mọi người cần phải, khi mà chúng ta quan sát hệ sinh thái, thì ngoài cái việc là chúng ta phân tích những cái yếu tố cơ bản, thì chúng ta cũng cần phải có cái timing bằng cách là dựa trên những cái dấu hiệu mà mình đã phân tích ở trên, để chúng ta có được cái thời điểm đầu tư tốt nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất. Như vậy thì cái clip đến đây cũng tương đối dài rồi, thì mình nghĩ là nó cũng khá là đầy đủ, và nó cũng đã có thêm một cái ví dụ minh họa sống động từ cái việc đầu tư của mình. Thì mình nghĩ, hy vọng là mọi người sẽ thích cái clip này, và nếu mọi người thấy hay thì đừng quên là like, share và follow Constant TV để nhận thêm những cái clip hữu ích hơn. Xin chào tất cả mọi người.